10 điều cực kỳ bí ẩn trong One Piece mà chưa ai có lời giải đáp. Cho tới nay, Ace Wano đã đi được một chặng đường rất xa, và kết quả của trận đại chiến trên Onigashima đã đang tiến tới rất gần. Tuy nhiên, trong suốt quá trình xây dựng bối cảnh Wano trước đó, Oda đã để lại hàng tá bí ẩn mà còn chưa được giải đáp. Đôi lúc những bí ẩn này chỉ thoáng qua trong một hai câu nói của các nhân vật mà chúng ta rất dễ dàng bỏ qua chúng. Và dưới đây là danh sách những điều bí ẩn Wano mà đến giờ chúng ta vẫn chưa còn tìm được câu trả lời. 1. Brook đã nhìn thấy gì trong căn phòng bí ẩn nằm cạnh khối Pearl Griff ở trong lâu đài của Orochi? Trong cháp 934, trong khi trò chuyện với nhóm Robin, Nami và bà Shinobu, Brook đã nhắc đến việc mình đã phát hiện một tầng hầm chứa đầy mô hình bằng gỗ mà Shinobu cho là búp bê Kokeshi. Tầng hầm này nằm dưới lâu đài của Orochi và bên cạnh một tảng đá Pearl Griff thông thường. Cho đến nay, Oda vẫn chưa nhắc thêm thông tin gì về tầng hầm này, ngoài việc chúng sở hữu một đám Kokeshi và Kitetsu, dường như là một chuyên gia trong việc sưu tập thứ búp bê này. Tuy nhiên, nếu Orochi thực sự chưa chết, thì sự phục sinh của hắn rất có thể sẽ liên quan đến nơi này. 2. Chuyện gì đã xảy ra với Hiyori sau khi Hiyori nhận được thanh thu thủy từ tay Zoro? Theo lời Hiyori, sự biến mất của thanh thu thủy nhiều năm trước đây đã giáng một lời nguyền lên Wano. Sau đó, để Wano có thể thoát khỏi cơn ác mộng này, cô cần Zoro trả lại thanh kiếm và để đổi lại nó, cô sẽ dùng thanh Enma của chính mình để trao đổi. Trong cháp 955, sau khi nhận được thu thủy từ tay Zoro, Hiyori đã rời đi một mình, chưa rõ nguyên do và đến nay vẫn chưa xuất hiện trở lại. Liệu thu thủy có phải là chìa khóa để đánh thức sức mạnh gì đó dùng để bảo vệ Wano? 3. Bí ẩn nằm sau truyền thuyết chém rồng của Ryuma trong quá khứ là gì? Có thực sự ông đã từng chém một con rồng bằng xương bằng thịt không? Như chúng ta đã biết, vị Ryuma trong truyện ngắn Monster của Oda cũng chính là thần kiếm Ryuma trong truyền thuyết tại Wano. Mặc dù được xem là cùng một người, thế nhưng những gì xảy ra trong Monster vẫn chưa được cân nhắc là chính chuyện. Liệu Ryuma đã từng thực sự giết qua một con rồng? Nếu con rồng đó là sự thật, như vậy nó là kết quả của một loài doan thần thoại hệ rồng hay loài rồng thực sự có tồn tại ở One Piece? Hay bản thân Ryuma chính là con rồng đó? Cho đến nay, chúng ta mới chỉ nhìn thấy tượng của loài rồng xuất hiện trong nhà tắm hơi của hoàng gia Nefertari và chúng dường như chỉ mang tính biểu tượng. Vì vậy, sự tồn tại của giống loài thần thoại này đã trở thành một bí ẩn lớn trong One Piece. 4. Sau khi Orochi yêu cầu CP0 phải dùng Vegapunk để trao đổi với số vũ khí của mình, điều gì đã xảy ra sau đó? Trong cháp 929, chúng ta đã nhìn thấy khung cảnh Orochi yêu cầu CP0 phải cung cấp thêm một lượng chiến hạm cho mình để được hắn trao đổi cho một lượng vũ khí. Đồng thời, hắn cũng đề xuất yêu cầu CP0 lần sau nếu vẫn muốn mua vũ khí từ chỗ hắn thì phải trao đổi bằng tiến sĩ Vegapunk. Chúng ta không rõ kết quả cuộc trao đổi này đã diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, sau đó Orochi đã rời đi với tâm trạng khá vui vẻ. Liệu sự xuất hiện lần tới của CP0 tại Wano là mang theo Vegapunk hay thay vào đó là vài đô đốc bởi vì lòng tham không đáy của Orochi? 5. Điều gì đã khiến thời tiết những vùng khác nhau ở Wano lại có khí hậu khác nhau như một hòn đảo độc lập? Chúng ta đều biết, trong Grand Line, do sự ảnh hưởng từ 7 dòng từ trường và các hải lưu khác nhau, các đảo nằm trong Grand Line đều có một hệ thống thời tiết riêng biệt và thường chia ra làm 4 nhóm đảo chính là Xuân Hạ Thu Đông. Ngoài hệ thống 4 đảo chính này, còn tồn tại một số hòn đảo có thời tiết đặc biệt, chẳng hạn như Little Garden với dòng từ trường cực chậm, dẫn tới thời gian ở đây vẫn còn dừng lại ở thời tiền sử và xuất hiện cả loài khủng long, hay khu vực Innis Lobby sẽ không bao giờ có ban đêm. Tuy nhiên, dù là có đặc thù này thì thời tiết ở những khu vực này vẫn có một điểm chung là chúng áp dụng cho toàn bộ các vùng trên hòn đảo. Tuy nhiên, ở Wano, mỗi quận tại đây đều sở hữu một hệ thống thời tiết riêng và cách nhau chỉ bởi một con sông. Chúng ta đều biết Pang Hazard cũng có thời tiết chia ra làm hai vùng nóng và lạnh bởi sự ảnh hưởng sau trận chiến của Kuzan và Akainu. Vậy điều gì đã khiến thời tiết ở Wano trở nên bất thường như vậy?
6. Thân thế thực sự của Zoro. Trong những bài thông tin trước, tôi đã từng nhắc đến việc Zoro đang có nhiều mối liên hệ với Wano. Sư phụ anh mang dòng họ Shimotsuki, ngoại hình của anh rất giống với Ryuma khi còn trẻ. Bốn thanh kiếm của anh gần đây đều có nguồn gốc từ Wano. Sư phụ anh giao cho anh thanh Wado Ichimonji từ lúc anh còn bé mà không hề do dự. Trong khi lẽ ra thanh kiếm phải là bảo vật gia truyền của dòng họ Shimotsuki, truyền lại cho đời sau. Thậm chí nhiều khả năng Zoro đã từng được truyền thụ Oden nhị kiếm phái. Và trong chắp gần đây, anh tuyên bố sẽ chém Kaido, một con rồng tương tự điều Ryuma từng làm trong truyền thuyết. Quá nhiều chi tiết cho thấy Zoro có một mối liên hệ bí ẩn với vùng đất của những samurai này. Liệu Roronoa có thực sự là họ tên đầy đủ của anh hay anh còn một cái tên bí ẩn khác như cách lao giấu đi khỏi tên mình? Quá nhiều bí ẩn về Zoro tại As này vẫn chưa được Oda tiết lộ. 7. Mối liên hệ giữa Sasaki và Kokoro. Trong bức ảnh màu mới nhất của One Piece, Oda đã tiết lộ đầy đủ hình ảnh nhận diện của Sasaki với một mái tóc dài màu xanh lá và chiếc mũ thuyền trưởng màu trắng. Màu tóc và ngoại hình của Sasaki khá tương đồng với Kokoro, một nhân vật đã từng xuất hiện ở As Inis Lobby trước đây. Ngoài ra, Sasaki nhiều khả năng cũng là người cá với đặc trưng ở hàm răng, chiếc mũi và vân trên cơ thể. Điều này đặt ra nghi vấn về sự liên quan của hai nhân vật này. Liệu Sasaki có thể là con trai của bà Kokoro không? Chúng ta cũng không thể bỏ qua một chi tiết là Denjiro đã trói Sasaki lại thay vì kết liễu hắn ta ngay tại chỗ khi hắn ta bị trói lại. Điều này khiến chúng ta không khỏi nghĩ đến Oda đã có một nhiệm vụ quan trọng khác cho nhân vật này và mối liên hệ giữa hắn và Kokoro rất có thể sẽ là yếu tố mấu chốt khiến hắn trở thành quân đội bạn trong thời gian tới. 8. Wano đất nước của vàng và hải lâu thạch. Trong chap 937, Giyu Kimaru đã từng tiết lộ hàng trăm năm trước khi thần kiếm Ryuma còn sống. Wano còn được gọi là Kim Quốc, tức đất nước của vàng. Trước đó trong chap 924, Hawkins cũng tiết lộ thứ hải lâu thạch dùng để khống chế những người sử dụng trái ác quỷ ngày nay cũng bắt nguồn từ Wano. Tất cả đều cho thấy Wano Quốc đã từng là quốc gia vô cùng hùng mạnh, với những công nghệ hiện đại vượt hẳn so với thời hiện tại. Ngoài hải lâu thạch, Wano cũng là nơi cư trú của gia tộc Kozuki, những người đã làm ra những phiến đá cổ đại Poneglyph. Điều gì đã xảy ra sau cái chết bí ẩn của Ryuma? Lý do gì khiến Wano đổi tên và đóng cửa với thế giới bên ngoài? Tất cả đều là những bí ẩn chưa được Oda trả lời tính tới thời điểm hiện tại. 9. Mối liên hệ thực sự giữa Yamato và Ace. Trước đây, Yamato từng tiết lộ cô đã từng gặp Ace khi anh ghé ngang qua đây. Tuy nhiên, sau vụ xử tử Odin công khai, Yamato đã nuôi ước nguyện trở thành Odin và dường như bị Kaido nhốt lại trên đảo Onigashima từ khi cô 8 tuổi cho đến nay. Vậy liệu vị trí của Onigashima trước đây có phải giống như bây giờ hay đã từng nối liền với Wano? Nếu như không phải, vậy phải chăng Ace đã từng đến Onigashima khi anh ghé qua nơi này, sau đó gặp được Yamato? Ngoài ra, cái tên Ace theo dãy King, Queen, Jack trong bộ bài liệu có phải là trùng hợp? Liệu Kaido có từng thu nhận Ace nhưng thất bại không? 10. Cái chết của Orochi. Sau khi bị Kaido chém ngang người khi hắn nhắc tới kế hoạch về Onigashima mới, Orochi dường như đã chết thực sự. Tuy nhiên, vai trò quan trọng của hắn tại đây cũng như năng lực ác quỷ doan huyền thoại của hắn khiến nhiều độc giả vẫn tin hắn chưa chết. Đặc biệt, trong chap 990, Fukuro Kuzu, thủ lĩnh của nhóm Oniwa Bansu, dưới trướng Orochi trước đó đã âm thầm trốn khỏi trận chiến giữa phe Samurai và quân của Kaido và chỉ bị phát hiện bởi Hote, đội trưởng đội cảnh vệ Mimawari Gumi. Liệu sự biến mất âm thầm của hắn có liên quan gì đến kế hoạch của Orochi, chẳng hạn như phục sinh hắn không? Trên đây là 10 điều bí ẩn tiêu biểu tại Wano mà chúng ta vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Bạn có câu trả lời cho bí ẩn nào trong số này không? Đừng ngại để lại bình luận nhé!